xin tự giới thiệu, mình là Đặng Văn Phóng, mình 19 tuổi, mình đến từ Hưng Yên. Tên của mình rất đặc biệt, mình được bố mình đặt tên cho rất là hợp với cả bố mình ạ. Mình là Phóng, bố mình là Hào, hai bố con là Hào Phóng ạ, là người rất là rộng lượng, rất là vị tha, là người luôn chia sẻ với người khác những nỗi niềm của mình trong cuộc sống ạ. Rồi, ok, mời chàng trai. Ôi, bạn vừa làm gì đó? Dạ, em thể hiện sự nổi loạn của em ạ. Đến vòng này, Phóng sẽ quyết tâm vượt qua bằng tất cả những gì Phóng có. Phóng sẽ thể hiện là mình là một chàng trai hát nhạc ballad, nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng đôi khi cũng phải da diết và mãnh liệt để cho giám khảo có thể thấy được nội tâm của Phóng dằn xé. Rồi, bắt đầu, 2, 3. Nếu không hát nên nặng lòng da diết, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tan nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lùi tan. Được rồi em. Cảm ơn. Rồi, thank you. Em vào phát em ngủ luôn. Dạ. Em nghe nhựa 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 giống như em đi vậy đó, giống như nãy em đi chậm chậm. Giờ em muốn khắc phục được cái chuyện hát nhựa 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 đó, đầu tiên em phải đi cho nó mạnh khỏe, tự tin lên. Đó, bây giờ em làm sao bây giờ thể hiện ngay luôn, em đi ra ngoài một cách tự tin hơn chị. Cảm ơn em, cảm anh ơn không chọn được em vào vòng vòng. Rồi, chị cũng không chọn em. Thank you. Rồi, đi mạnh hơn, đi mạnh mẽ hơn. Vào cái ngủ luôn.